mọi người. Hôm nay thì mình được hết thân thành Bạch Tuyết nè. Và đây chính là chiếc lồng dự kỳ. Để xem hôm nay chiếc lồng dự kỳ của chúng ta sẽ biến ra những thứ gì nha. Tên. Wow, nhìn này các bạn ơi. Trong này hình như là có sushi đó. Wow, ở trong này hình như là có một em dê hay cừu ta. Đây là một em cừu làm từ sushi, nhìn rất là dễ thương luôn nè. Và tiếp theo đó là sushi, mình cực kỳ thích ăn sushi luôn đó. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở ra cái này để xem nha. Có một cái sushi trứng cá ở đây, sushi cá hồi nè. Và đằng sau có một chữ là do not eat, là không được ăn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Wow, có một cái sushi cực kỳ dễ thương luôn. Ở đây là cơm nè, bên này là chả cá, không phải là chả cá nữa. Nếu như các bạn biết là cái gì thì hãy comment để dưới cho mình nha. Wow, chơi thật sự rất là đã luôn á. Slow, không có slow nữa, nó rất là nhanh. Và ở đây thì có một cái móc nè để giúp treo lên một cái chìa khóa, hoặc là treo lên cặp cũng được. Và tiếp theo chính là một em cừu siêu dễ thương luôn. Wow, mọi người ơi, ở đây có một chữ là I love sushi, ở đây là cute. Và đặc biệt rằng là mình thấy cái bao này rất là đẹp, đẹp hơn cái bao sushi hồi nãy luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra nha. Mọi người ơi, nhìn nè, chú cừu của chúng ta rất là dễ thương luôn. Thân của chú cừu là có màu trắng, hai bên má là có hai màu hồng ẩn lên nhìn rất là dễ thương. Tiếp theo cặp mắt lấp lánh vì sao, hai lỗ tai màu hồng, có pha một chút màu cam. Cái đầu nè, đây là cái chân. Còn cái người có một cái màu bảy sắc cầu vồng rất là đẹp luôn. Đằng sau lưng là có những cái vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, có một cái đuôi rất là dễ thương. Bây giờ thì mình sẽ chơi thử nha. Wow, chú cừu này thì có vẻ là slow hơn cái sushi hồi nãy. Rất là đã luôn á mọi người. Nhưng mà thật sự là nhìn mặt nó quá dễ thương cho nên mình cũng không nỡ bóp mạnh luôn. Nè. Wow các bạn ơi, dễ thương quá ha. Vừa mềm nè, còn thơm nữa chứ. Và đây chính là miếng sushi. Hôm nay thì chiếc lồng dự kỳ để cho chúng ta hai cục sushi rồi nè. Không biết tuần sau chúng ta sẽ được cho những món quà gì nữa. Nếu các bạn muốn biết thì vào thứ tư hàng tuần hãy vào kênh channel của mình thì các bạn sẽ biết được chiếc lồng dự kỳ cho chúng ta món quà gì nha. Các bạn ơi, hãy nhớ subscribe kênh channel của mình. Ở đây thì bye bye. À khoan, các bạn ơi, hãy nhớ ghé tiệm trà sữa Ken đây nhà mình nha.